Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 39. Chuyện người nô lệ Nanda. Tiền thân Nanda nghĩ rằng là chỗ chôn. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tương truyền, tỷ kheo ấy là người dễ bảo, kham nhẫn, thường nỗ lực hầu hạ trưởng lão. Một thời sau khi xin phép bậc đạo sư, trưởng lão đã ra đi, bộ hành đến xứ Daki Nagiri ở miền nam Magadha, Ma Kiệt Đà. Tỷ kheo ấy đến xứ này trở thành kiêu ngạo, cứng đầu, không vâng lời trưởng lão. Khi trưởng lão bảo, này hiền giả, hãy làm điều này, vị ấy liền gây sự chống lại trưởng lão. Trưởng lão không biết tâm tánh vị ấy vì sao thay đổi như vậy. Sau khi bộ hành tại đấy, trưởng lão lại đi về Kỳ Viên. Từ khi theo trưởng lão về Kỳ Viên, tánh tình tỷ kheo ấy trở lại như cũ. Trưởng lão thưa với Đức Như Lai, bạch Thế Tôn, con có một đệ tử tại một chỗ xử sự như một nô lệ, được mua với giá 100 đồng tiền, nhưng tại một nơi khác lại trở thành kiêu mạn, cứng đầu, bảo làm gì cũng gây sự chống đối. Bậc đạo sư nói, này Xá Lợi Phất, tỷ kheo này không phải nay mới có tánh tình như vậy. Trước kia khi đến chỗ này, kẻ ấy xử sự như một nô lệ được mua với giá 100 đồng tiền, nhưng khi đến chỗ khác thì gây sự đối nghịch. Nói vậy xong, theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong gia đình một địa chủ. Bạn của Bồ Tát cũng là một địa chủ lớn tuổi hơn Bồ Tát, nhưng có một người vợ trẻ sinh được một con trai. Người địa chủ lớn tuổi suy nghĩ, vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi, không biết sẽ lấy ai và tiêu phí tài sản này. Thay vì giao cho con trai của ta, vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đất. Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà tên là Nanda, đi vào trong rừng, chôn tài sản ấy vào một chỗ và bảo, này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này, chớ quên khu rừng. Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ già ấy mạng chung. Đứa con trai dần dần lớn lên, đến tuổi thành niên, mẹ nó nói, này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda đã chôn giấu tài sản, hãy bảo nó mang về mà cai quản gia sản thừa tự. Một hôm, người thanh niên nói với Nanda, này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? Thưa ông chủ, có. Chôn tài sản tại đâu? Thưa ông chủ, trong rừng. Vậy chúng ta hãy đi lấy. Sau khi đem cuốc và thúng đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi, này cậu, tài sản ở đâu? Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sản. Do vì tài sản ấy, nó khởi lòng kiêu mạn và mắng nhiếc chàng thanh niên chủ nó. Đi đi, đứa con hư, đứa con nô lệ, từ đâu ngươi có được tài sản này? Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói, thôi, chúng ta đi về. Rồi hai người cùng về. Sau 2-3 ngày, cả hai lại đi. Nhưng Nanda lại mắng chửi như cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngữ với nó và suy đi nghĩ lại như sau: người nô lệ này khi đi có ý định báo cho ta biết tài sản, nhưng đến đó lại mắng nhiếc ta, chẳng biết vì lý do gì. À, cha ta có người bạn địa chủ, hãy đến hỏi vị ấy. Người thanh niên đi đến gặp Bồ Tát, trình bày tất cả sự việc và nói: thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng mắng nhiếc con là chỗ cha con chôn tài sản thừa tự? Này con, khi Nanda mắng chửi con chỉ nên nói, này người nô lệ, người mắng chửi ai vậy? Rồi kéo nó ra, lấy cuốc đào chỗ ấy, lấy tài sản thừa tự của gia đình, bảo người nô lệ nhấc lên và mang về. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này, nghĩ rằng là chỗ chôn, đống vàng và nữ trang, chỗ nô tỳ hạ sanh, tên là Nandaka, đang đứng và la to những lời lẽ thô bạo. Chàng thanh niên liền đảnh lễ Bồ Tát, về nhà và đưa Nanda đi đến chỗ chôn giấu tài sản, làm đúng theo lời khuyên bảo. Chàng đem về tài sản ấy và cai quản gia đình. Chàng thanh niên cũng vâng theo lời của Bồ Tát khuyên, làm các công đức như bố thí,
đến khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ấy cũng như vậy. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá Lợi Phất, và người địa chủ có trí là ta vậy.